Vụ tai giả quảng sợ hoàng được nhắc tới xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 ngày 26 tháng 10 vừa qua trên đường Lê Hoàng Phong, thành phố. Thủ dầu 1, Bình Dương và tổng thể quá trình đã được camera giám sát đánh dấu được. Cụ thể vào thời điểm này, trên đường vắng tanh các phương tiện qua lại, một nam thanh niên chỉ huy xe máy chạy khá nhanh trên đường Lê Hoàng Phong theo hướng từ Ghi Ba ra đường Phú Lợi. Khi đi đến địa phận phường Phú Hòa thành phố, thủ dầu một, thì đâm thẳng vào chiếc xe bán tải đang quay đầu thanh lịch đường. Pha đụng phải rất mạnh đã khiến nam thanh niên bị dân xa vài mét tử vong tại chỗ. Xe máy lao nhanh, đâm thẳng vào đuôi xe bán tải đang quay đầu xe thanh lịch đường. Theo dõi đoạn clip dân mạng đã phân thành hai phe tranh cãi trong tình huống tai dạ giao thông nghiêm trọng này, bên thì cho rằng xe máy đã chạy với vận tốc cao nên không kịp xử lý, bên lại cho rằng bác tài xe bán tải quay đầu không quan sát, lấp sau đuôi xe tải khiến nam thanh niên đi xe máy bị bất ngờ. Thấy đường vắng tanh nên xe máy cứ thế là phóng thôi, ai ngờ bắt gặp ngay xe bạn dạng tải đang quay đầu xe mà màn quay đầu lại bị lấp bởi xe tải nên một vụ đụng phải giao thông xảy ra là điều có thể hiểu, thành viên thành thuận bình luận chẳng bên nào vô can trong tình huống này thanh niên xe máy thì phóng quá nhanh còn bác tài xe bán tải thì không xem xét khi quay đầu xe quay đầu ngay sau đuôi xe tải đang đổ bên đường như thế thì đúng là làm khó thanh niên xe máy thành viên kiên nguyễn bình luận